Với người Hải Phòng, nhắc đến làng Hạ Lũng, quận Hải An, chẳng ai là không nhớ về một làng nghề trồng hoa nổi tiếng. Không những vậy, Hạ Lũng còn được biết đến với món ẩm thực độc đáo, mang đậm hương vị của người dân vùng biển. Đó là món chà chìa. Có tới gần 30 năm sinh kế với nghề làm giò chà, ông Lê Khắc Hoạt tự hào là người đầu tiên ở làng Hạ Lũng chế biến thành công món chà chìa. Cho rằng giò chà dù có ngon, nhưng ăn mãi một món, người ta cũng sẽ thấy nhàm chán. Ông Hoạt đã dành rất nhiều thời gian để tìm tòi, suy nghĩ để làm mới món ăn này. Vẫn từ những nguyên liệu gồm thịt, nước mắm cùng những gia vị làm giò chả truyền thống, ông Hoạt bổ sung thêm hai nguyên liệu là cá mực và mía. Thịt lợn sau khi lọc bỏ hết phần mỡ, ướp với nước mắm Cát Hải cùng với mực một nắng, loại mua từ Cát Bà, Cát Hải, được đem xay nhuyễn cùng với một số gia vị khác. Mía được chẻ thành từng rẻ nhỏ, sau đó phết nguyên liệu thịt lợn và mực đã xay nhuyễn bao quanh. Tiếp đến chả được hấp ở nhiệt độ vừa phải để chả chín tới. Vị ngọt từ mía quyện với vị béo ngậy của thịt lợn, vị mặn mà của mực đã tạo nên hương vị rất đặc trưng, đánh thức vị giác của mọi thực khách khi thưởng thức món chả chìa. Trước đây tôi mới làm thì chỉ gọi là chả mực cuốn mía thôi. Đấy, cuốn mía để thưởng thức cho bà con thưởng thức. Nhưng mà khi làm cái chả này thì người dân người ta chấp nhận, người ta thích cái món này, người ta đặt tên cho cái món chả này, cái chính cái chả này tôi làm ra, nhưng mà là dân người ta đặt tên gọi là chả chìa. Chả chìa đúng là người ta dân người ta đặt là người ta ăn, người ta thưởng thức, người ta đặt ra thôi. Thế thì bởi vì là cái món này đúng ra là nó có đặc trưng riêng, cái hương vị của cái chả chìa đúng này thì không có cái chả là giống cái mùi hương vị của cái chả này cả. Mà tôi cũng thấy và mọi người cũng công nhận là tất cả các món ăn có hương vị, cái chả này có hương vị riêng. Tôi cũng chỉ mong là tôi giữ được cái nghề này để truyền lại cho các con, các cháu. Rồi sau này ở dân làm, ai cứ thích làm thì tôi cũng tạo điều kiện cho người ta làm để cái hương vị của cái món đặc sản của chả chìa lúc này được tồn tại mãi mãi. Kể từ thời điểm đầu tiên được chế biến thành công, gần 20 năm qua, chà chìa đã trở thành đặc sản của làng Hạ Lũng. Món quà quê mộc mạc mà nồng nàn hương vị miền biển ấy đã để lại ấn tượng khó quên với thực khách khi đến với Hải Phòng, đến với làng Hạ Lũng. Gia đình tôi cũng rất là hay ăn cái món chà chìa này. Thì không phải chỉ dịp vào những cái dịp lễ Tết hay cúng bái, mà cái món ăn này thì có thể ăn hàng ngày được luôn. Thì khi mà có bạn bè hay là ở đâu đến, đi xa đến thì tôi đều giới thiệu cái món ăn này đến cho mọi người. Trong thành phố hay là những bạn tỉnh khác là món ăn này tôi cũng thường giới thiệu cho các bạn bè ở bên nước ngoài nữa. Với sự sáng tạo khéo léo, sự kết hợp hài hòa hương vị, sự pha trộn của những sản phẩm đặc trưng đã làm nên món chà chìa độc đáo của người dân miền biển, góp phần làm phong phú thêm văn hóa ẩm thực của người Hải Phòng. Đến Hải Phòng để cùng hòa mình vào thiên nhiên vùng biển và thưởng thức những món ăn mang đậm chất của người Hải Phòng. Dân dã mà tinh tế.